Lý do gì đến bây giờ bạn vẫn còn xem video dài trên YouTube vậy? Mình là Quang Vũ, đến từ Quang Vũ Barbershop. Mình làm nghề tóc nam cũng được 10 năm rồi. Khi xưa thì mình học chuyên tóc nữ được 3 năm nhưng mà lại không bén duyên. Lúc nào cũng có một mình, không có ai phụ hết. Phát triển không được cho nên 7 năm sau mình chuyển qua bên tóc nam. Có thể đây là lần đầu tiên bạn xem video của Vũ cho nên chúng ta làm quen với nhau nhé. Vũ làm rất nhiều video chia sẻ cực kỳ chi tiết về các kiểu tóc và kỹ thuật cắt ra kiểu tóc cho các bạn học viên hoặc là những anh em làm nghề truyền thống tìm hiểu. Quay lại với video nhé. Vũ đang hớt tóc cho thợ. Ý định ban đầu Vũ sẽ hớt layer và hiệu ứng tóc bơ phay. Đầu tiên chúng ta dùng cữ 13 mm để chốt khung. Lúc này nhiều anh em sẽ dùng cữ 4.5, nhưng theo Vũ cữ 4.5 độ dài sẽ tương đối nhỏ. Một khi anh em chốt khung á, có vấn đề mình sẽ không giải quyết được. Cho nên thôi thì đường nào cũng làm, chúng ta nên chừa một đường lui ha. Mình dùng cữ 13 mm để có nhiều cơ hội sửa chữa. Dành cho những anh em nào chưa biết thì hiệu ứng tóc bơ phay tức là chúng ta sẽ làm trắng hai bên mai và phần sau gáy. Mọi người hớt trắng được đến bao nhiêu thì hớt, nhưng đẹp nhất vẫn là skin fade nha. Lúc này mình dùng trắng viền để tạo khung phần mai và đằng sau gáy. Hai bên mang tai mình sẽ không can thiệp mọi người nha. Sau khi dùng trắng viền hớt sạch, chúng ta sẽ dùng cạo khô. Cạo khô chúng ta sẽ cạo sát chân luôn á, sẽ trắng giống như là da vậy. Tiếp theo đó chúng ta sẽ dùng mỡ lưỡi á. Mọi người dùng tông đơ nào cũng được, miễn là mọi người gặt cái càng xuống á. Tiếp đó chúng ta dùng 3 mm, rồi dùng 1.5 mm để phá ngắn của mỡ lưỡi vào 3 mm. Tiếp đó chúng ta dùng 4.5 mm, rồi lại dùng 6 mm tạo thêm một khoảng màu. Bây giờ chúng ta quay lại dùng đóng lưỡi để phá ngắn của trắng viền và mỡ lưỡi nhé. Nguyên tắc của bài cắt này là mọi người tăng dần độ dài của cữ nhé. Sau đó dùng những cữ trung gian để phá ranh giới của những cữ. Đằng sau gáy chúng ta cũng áp dụng cùng một công thức, nhưng mà có một vài điểm lưu ý ha. Đầu tiên đằng sau gáy sẽ rất là dễ để ngắn, tức là hai bên mang tay mọi người cắt dễ dàng đến bao nhiêu á thì đằng sau gáy chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhưng mà không sao ha, những thợ tóc tài năng sẽ giải quyết được hết. Nếu mọi người chưa đủ kinh nghiệm thì mọi người tích góp thêm, mọi người đừng sợ thất bại nhé. Chúng ta đối mặt với thất bại chúng ta mới có kinh nghiệm. Chúng ta mà thành công không á, sau này chỉ cần một thất bại lớn là chúng ta sẽ sụp tiệm á. Vì công thức hớt phần gáy và phần mang tai bên còn lại giống y hệt phần Vũ vừa thực hiện, cho nên Vũ sẽ không nói lại ha. Ngủ không? Chị nữ nước đầu mấy thì chút xíu vô phạm rồi. Đây là video YouTube nè. Làm video dọc thì đi hơn tốt. Má vàng có dính mặt anh dính nón nó vô không kiệt ơi. Ồ không quay đã đợi mấy chục phút hết pin đi hồi không lấy được video nha. Cái nó dướng anh vẽ nồi luôn á. Cái nó bị dướng cái mặt với cái vai không? Dạ không, thôi em quay tay. Video đi. Và lâu đấy nhớ cho thằng Danh nó vô nữa, em quay cái tay không nó giận á. Được. Nói mẹ ơi, con được lên TV mà đủ lên cho thấy độ cái đầu với cái tay hay không. Không thấy mặt mũi gì hết, em nó giận nó buồn, lâu lâu rồi quay giãn giãn ra cho anh với Danh lên chứ.
quay thì nó không lên được với cái mặt nữa. Cái tay không. Cú dùng kìa. Em thì đó. Đã thời xưa không kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Tóc thì nhộng lắm. Mới có 20%. Anh về đây con kem là anh bị đụng ngập chết luôn rồi. Tiền mình đúng không đúng, em cứ ưu tiên bên này em che, bên này biết anh đi. Siêu ra. Má đi thi sao đậu. Anh dẫn em đi thi là anh quýnh em được luôn à. Trên nhớ mình có một chai keo mà xài nè. Mình đang xài nó dở chứ đâu thì phải có cái hậu nữa chứ. Bớt cái này có cái hậu dài dọc. Nó gì xuống nước. Rồi. Chị gọi đầu, chị hết là biết. Rồi, sao mãi số em được không?